Phu nhân Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Lào thăm phu nhân cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Lào Thông lừng sai dâu lít. Sáng 10 tháng 9, tại nhà cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, phố Thiền Quang, thành phố Hà Nội, bà Nay Ly sai dâu lít. Phu nhân Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Lào Thông lừng sai dâu lít đã đến thăm bà Ngô Thị Mận, phu nhân cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí Thư. Theo thông tấn xã Việt Nam, phu nhân Nay Ly Sai Dâu Lít gửi lời chia buồn tới phu nhân Ngô Thị Mận và gia đình về sự ra đi của cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thăm hỏi sức khỏe của phu nhân Ngô Thị Mận và gia đình. Phu nhân Nay Ly Sai Dâu Lít bày tỏ chia sẻ về tình hình mưa bão ảnh hưởng đến một số địa phương của Việt Nam. Phu nhân tổng bí thư, chủ tịch nước Lào Thông Lừng Sai Dâu Lít buộc chỉ cổ tay, văn hóa truyền thống của Lào cho phu nhân Ngô Thị Mận. Phu nhân cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, với lời chúc đem lại sức khỏe may mắn và bình an tới phu nhân ngô thị mận hai phu nhân ôn lại những kỷ niệm đẹp trong những dịp gặp gỡ ở việt nam và lào phu nhân ngô thị mận bày tỏ xúc động trước những tình cảm tốt đẹp chân tình của phu nhân nây ly sai dâu lít và chia sẻ về những kỷ niệm khi tổng bí thư nguyễn phú trọng còn sống phu nhân ngô thị mận cũng gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe tới tổng bí thư chủ tịch nước lào thong lần sai dâu lít phu nhân nây ly sai dâu lít và gia đình